everyone, welcome to our English lesson today. And now I have a short video for you. Okay, now watch together, please. Sau khi xem xong đoạn clip thì các em có biết đoạn clip nói gì không nào? That's right. Đoạn clip đã nói tên của thủ đô của một số nước đúng không nào? For example, Beijing of China, Seoul of Korea. That's right. Mexico City of Mexico, Hanoi of Vietnam. That's right. Và đó cũng chính là chủ đề của buổi học ngày hôm nay đấy các em ạ. Now move to Unit 9. Cities of the world. Lesson getting started. Okay, before study about getting started, I have some vocabulary for you. Okay, first, yes. Okay, the America, South America, Africa, Asia, Australia, Europe. Okay, đó là các cái gì vậy các em? Yes, đó là những cái châu lục đúng không nào? Vậy thì cô có từ châu lục trong tiếng Anh là gì nào? Okay, now look at and listen. Okay, what does mean? Yes, châu lục. Listen and repeat after me, please. Okay, now continue, please. And with the stress on the first, the right continent. Yes. Okay, now listen. Major. Major. Okay, major, what does mean? Major. Lớn, quan trọng. The right. Và nhớ dùm cô major nó là tính từ. Okay. Now listen and repeat after me, please. Major, major, major. Okay, majors with the stress on the first verb. And continue, please. What is it? Yes, cái tòa nhà này nó có hình gì vậy các em? Hình quả trứng. Okay, vậy thì hình quả trứng in English. Okay, now listen and repeat after me, please. Egg shape. That's right. What does it mean? Yes. Có hình quả trứng hay hình trứng và nó là một tính từ. Okay. With the stress on the first verb. Now listen and repeat after me, please. Egg-shaped. 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 All right. Now next two. Okay. Africa. What does it mean, Africa? Who can? Okay. Good job. Châu Phi. All right. Okay, now listen and repeat after me, please. Africa. Africa.
Africa. Okay, I recur with the stress on the first return. And continue, please. Okay. China, Taiwan, Philippines, Malaysia, Thailand, Vietnam, India. Yes. Các cái nước này thì nó thuộc châu lục nào các em? Asia. Alright. Okay. Now look at and listen. Asia. What does it mean? Châu Á, good job. Okay, Asia with the stress on the front. Good job. Now listen and repeat after me, please. Asia. 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 Alright. Okay, what is it? What is it? Okay, good job. What does mean? Châu Nam Cực. Alright. Okay, now listen and repeat after me, please. Antarctica. 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 What does mean? Châu Nam Cực. And with the stress on the second. Alright. What is it? Yes, that's right. Nó là thuộc châu nào các em? Europe. Okay, now check together, please. Châu Âu, that's right. Okay, now Europe with the stress on the first. Which are, now listen and repeat after me, please. Europe. That's right. Okay, 2 minutes for you to copy down in your notebook, please. Okay, now let's begin. Okay, thumbs up. Okay, and now I have a question for you. Okay, now listen. How many continents are there? Okay, now count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 and 7, alright? And answer is, there are 7, alright? Okay. And move to part 3, name the continents, that's right. And remember, there are 7 continents, that's right. Mình có bao nhiêu cái châu lục nào? Mình có tổng cộng là 7 châu lục ha. Ok, có một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình lại có 7 châu lục đúng không nào? Thường thì chúng ta quan niệm là có 6 châu lục. Tuy nhiên, người Mỹ thì người ta quan niệm là sẽ chia cái châu Mỹ ra làm châu Nam Mỹ và châu châu Bắc Mỹ, đó right, châu Bắc Mỹ, châu Nam Mỹ, nên sẽ có 7 châu lục nhé. Và hôm nay chúng ta học theo nội dung trong sách giáo khoa là có 7 châu lục, đó right. Ok, và người ta đã cho các em một số gợi ý rồi, ví dụ như châu lục số 4 nè, số 4 này nè, thì nó là châu lục gì mà nó bắt đầu là chữ A, chữ N và nó có chữ A nữa ha. Tương tự số 2 thì bắt đầu là chữ E, tương tự 1, 3, 6, 7 và 5 cũng đã cho chúng ta những gợi ý rồi đúng không nào? Ok, 1 minute for you to do exercise. Ok, now let's start. Ok, thumbs up. Now check together, please. Number 1. Asia, alright. And number 2, Europe. Number 3, Africa, alright. And number 4, North America. Number 5, South America. 6, Australia. 7, Antarctica, alright. Okay, now listen and repeat after me, please. Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica. All right. Okay, now copy down your notebook, please. Okay, now I have a picture for you. Okay, how many people are there?
Yes, good job. There are two people. Okay. Who is it? Yes, this is. Okay, có bạn đón là Mai. Có bạn đón là Hoa. Okay, who is this? This is. Có bạn đó là Tom và có bạn đó là Peter. Okay, now open your book please and look at the pictures on your book. Okay, this is Mai and this is Tom. Bạn này là Mai ha, còn bạn này là Tom. Okay, hai bạn này nói gì với nhau chúng ta có biết không nào? Okay, nếu chúng ta không biết thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem hai bạn này nói gì ha. Alright, okay, now move to listen and read. Okay, now look at your book, please, and listen and read the dialogue between Mai and Tom. Okay, now let's begin. Exhibitor 1. Listen and read. Exhibitor 1. Listen and read. What nice photos! Have you been to all these places? Yes, I've been to most of them. This is Rio de Janeiro. It's an exciting city, but sometimes it's very hot. Is the weather there hotter than in Sydney? Oh, yes. Sydney isn't so hot. I've been to the beaches there many times with my family. They're the cleanest and most beautiful in the world. Is this London? What bad weather! Yes. We've been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building. And this must be Times Square in New York. Yes, I've never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn't it? Okay. Để hiểu xem là để hiểu rõ hơn là bạn Mai và bạn Thơm đã nói cái gì với nhau thì bây giờ cô có một bài tập nhỏ cho các em nhé. Okay, now move to exercise 2. Read the conversation again, then write 2 or 4 the right. And there are 5 sentences for you. Okay, now look at and read. Number 1. Tom and Mai are reading a book. Number 2, Tom has been to all 4 cities. And number 3, Tom has been to Sydney many times. Number 3, Tom has been to Sydney many times. And number 4, all the buildings in London are old. And last one, Tom has taken many photos of Tom's Square. Right. Okay. Đối với dạng bài tập mà làm dạng true or false thì cô hay hướng dẫn các em là đầu tiên chúng ta phải đi tìm gì nào? Yes, that's right. Keywords là chúng ta tìm những cái từ khóa. Hoặc là chúng ta sẽ làm sao các em? Chúng ta sẽ hiểu rõ câu đó nói gì, that's right. Nhưng mà thường thì cô thấy rằng là vốn từ vựng của chúng ta còn ít nên chúng ta cái việc mà dựa vào nghĩa của câu mà hiểu nắm 100% á thì rất là khó, nên chủ yếu chúng ta sẽ tìm keywords, right? Okay, now we are writing some keywords from sentence 1 to sentence 5, right? Okay, number 1, keywords are Tom and Mai and reading a book, right? Mình xem coi phải bạn Tom, bạn Mai đọc sách không nhé? Alright, and number 2. Okay, the keyword is Tom and has been on 4 cities. Remember, 4 cities.
Ok, bạn Tom đã đến tất cả bốn cái thành phố này đúng không nào? Ok. Cô có thể dịch được là bởi vì sao? Cô sẽ đi tìm từ khóa đúng không nào? Sau đó, cô sẽ dựa vào những từ khóa mà cô có được, cô sẽ gáp nghĩa lại và cô dịch sao cho thuận tai đã right. Đó cũng là một kỹ năng, một cái mẹo để khi chúng ta đi thi, đi kiểm tra, chúng ta làm bài nhé các em. Đã right. Hoặc là khi chúng ta giao tiếp với người nước ngoài thì chúng ta cũng có thể dựa vào những keyword mà ta nghe được để chúng ta đón được người nước ngoài đó nói gì. Right. And continue please. Number 3. The keywords are term. Sydney many times. Right. Okay, many times là nhiều lần. Nhiều lần ở đâu nè? Sydney, vậy là bạn Tom đã đến Sydney nhiều lần rồi đúng không nào? And number 4. On the buildings. Ok, nhớ dùm cô, những cái câu mà có chữ on nè, thì thường thì cái khả năng mà nó đúng thì rất là thấp. Tại vì nó mang ý nghĩa là tất cả, nó gần như là stand, 100%, có nghĩa là 100% này ha. Nên gặp những cái câu này chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ nha các em. That's right. Tất cả các cái tòa nhà ở đâu? London, ở London thì sao? Out. Ok, that's right. Chút xíu mà chúng ta dò lại động văn coi có đúng như vậy không nhé. Ok, now continue please. Number 5, the keywords are term. Take many, taking many photos of Times Square. Ok, bạn Tom đã chụp rất là nhiều ảnh ở quảng trường thời đại đúng không nào? Ok, now 5 minutes for you to read the conversation again and write 2 or 4. Okay, now let's begin. Bây giờ cô có 5 phút cho các em để làm 5 câu này. Các em sẽ đọc lại cái đoạn hội thoại và sau đó chúng ta sẽ làm 2 or 4 nhé. Và nhớ khi làm thì chúng ta phải chỉ ra cho cô là chúng ta đã tìm thấy cái thông tin đó ở vị trí nào. Right. Okay, now let's begin. Okay, thumbs up. Now chat together, please. Okay, number 1, 2 or 4. Okay, cô chắc là các em đã có đáp án cho riêng mình rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lại nhé. Okay, number 1, phones. Because, okay, number 1 là phone bởi vì cô tìm thấy thông tin. Yes, okay, now look at. My set. What nice photos have you been to all these places? Bạn Mai nói sao? Oh, những bức tranh này tuyệt vời quá. Bạn đã đến tất cả nơi này rồi hả? Right. Vậy thì hai bạn này đọc sách thì hai bạn này có nói câu này được không nào? No. Mà thật sự là hai bạn này đang làm gì các em? Okay. Đang talking about what nice photos. Các bạn này đang nói về những cái bức hình đúng không nào? That's right. Okay. Phones. Remember, cái từ khóa mình tìm câu 1 là reading a book nè. Nhưng mà ở đây hai bạn này đang nói về những bức hình nên câu này. Phones. Vì vậy mà việc tìm từ khóa là rất quan trọng nha các em. That's right. Okay. Okay, now move to number 2. 2 or 4? Yes, phones. Because, yes, I've been to most of them. Ok, đúng là bạn này nói sao nào? Vâng, tôi đã đến hầu hết những nơi này rồi. Vậy là thật sự bạn này đã đi hết tất cả 4 thành phố chưa các em? Chưa, mà là gần hết thôi nhé. Mình có cụm từ là most of them, là gần hết thôi nhé. That's right. Mà trên đây nó đã là đi hết 4 cái luôn rồi. Nên cô nói những chữ mà có on nè. Thường có cái khả năng mà nó là false thì rất là cao nhé. Nên gặp trường hợp này chúng ta cần phải xem cho kỹ. That's right. And continue please. Number 3. 2 or 4? Okay. 4 because, sorry, 2 because, oh yes, Sydney isn't so hot. I've been to the British there many times with my family. Sydney thì không có quá nóng đâu. Tôi đã đến những cái bãi biển ở đây nhiều lần rồi với gia đình của tôi.
Okay, vậy thì ở trên câu 3 từ khóa của mình là bạn này đến Sydney many times, mà bạn này không nói trực tiếp là đến Sydney many times, mà bạn này nói bạn này đến những cái bãi biển ở Sydney nhiều lần. Vậy là có phải đến Sydney nhiều lần không các em? Alright. Vì vậy mà câu này sẽ là true. Good job. Okay, continue please. Phones, because there are also modern buildings. Ok, mình sẽ tìm thấy được cái câu này trong đoạn văn nè. Ở đây còn có những cái tòa nhà hiện đại nữa, đúng không nào? Mà ở câu số 4 nó là tất cả các tòa nhà ở London thì đều cổ kính. Vậy thì câu này sẽ là false. Nhớ dùng câu old. Nó sẽ trái nghĩa với modern. That's right. And last one. False. Because I've never been there. This photo is from my brother. Alright. Tao chưa bao giờ đến đây hết á. Những cái bức ảnh này là của anh trai tao đó. Vậy thì bạn này đã đe... Vậy thì bạn Thơm có chụp hình ở quảng trường thời đại không các em? No. Bạn này chưa đến đây bao giờ cả. Vậy thì câu này sẽ là false. Alright. Okay. Now copy it off in your notebook, please. Okay. 1 minute for you now. Let's start. Okay, time's up. And move to exercise 4. Stick the words in the blue box to the names of the places in the yellow box. Okay, mình sẽ đánh dấu tích vào những cái ô màu vàng bên đây cho phù hợp ha. Thứ nhất cô có bên cái cột màu xanh là gì nè các em? Hà Nội, Nha Trang, Asia, Sweden, Bentham Market, The Louvre, Amsterdam, America, the USA, Liverpool. That's right. Những cái này là những địa điểm đúng không nào? Còn bên đây, cột màu vàng thì cô có nè. Continent. Nó là gì các em? Châu lục. Country. Quốc gia. Đất nước. City. Thành phố. Capital, thủ đô, place of interest, sorry, place of interest. Right. Là cái nơi mà thú vị để khách du lịch có thể tham quan, đúng không nào? Vậy thì nhiệm vụ của mình, cô ví dụ nha, nếu Hà Nội nó là thành phố thì cô sẽ đánh vô cột city. Right. Còn nếu Hà Nội nó là capital thì cô sẽ đánh vô cột capital. Còn Hà Nội nó là một cái nơi mà nổi tiếng để cho người ta có thể đến để tham quan du lịch thì cô đánh vô cột này nha. Ok, now 4 minutes for you to do exercise 4. Ok, now let's start. Bây giờ cô sẽ cho các em 4 phút để các em hoàn thành cái bảng này nhé. Ok, now let's begin. Bài tập này khá đơn giản đối với các em đúng không nào? Vậy thì bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại nhé. Okay, now check together please. Hanoi is a capital. Alright, Hà Nội sẽ là một thủ đô. And Nha Trang is city. Asia is a continent. Okay, Asia sẽ là một cái gì? Châu lục nha. Alright, Sweden. Country, that's right. Bentham Market, yes, place of interest. The Louvre, yes, that's right, place of interest. Amsterdam, okay, Amsterdam. The Louvre Museum is the world's largest art museum in the historic monument in Paris, France. Okay, người ta nói, sorry, người ta nói cái Louvre Museum này nè. Museum là một trong những cái nhà bảo tàng về hội họa lớn nhất và cũng là cổ kính nhất ở Paris, ở nước Pháp. That's right. And continue please. Amsterdam. Yes, this is Amsterdam. Các em thấy Amsterdam nó như thế nào nè? Nó rất là rộng lớn và nó tráng lệ. That's right.
Nó sẽ là một thủ đô, capital. Amsterdam is the capital of Holland. Yes, nó chính là thủ đô của Holland, that's right. And Africa? Africa is a continent. Africa nó sẽ là một châu lục, that's right. And the USA is a country, that's right. And Liverpool is a city, that's right. Các em lưu ý khi phát âm chữ USA ha. Bình thường chữ này chúng ta đọc là D đúng không nào? Tuy nhiên do bắt đầu của USA là chữ U nè, là nguyên âm nên lúc này mình đọc là the USA, right? Okay. And now I have a small game for you. This is around the world. Bây giờ sau khi đã học mệt mỏi rồi thì cô có một cái trò chơi nhỏ cho các em nhé. Trò chơi đó mang tên là vòng quanh thế giới, right? Okay. For example, cô có 5 câu hỏi. Tương ứng cô sẽ có một cái sơ đồ ở đây nhé. Cô ví dụ như Việt Nam, cô sẽ có những thông tin, ví dụ Việt Nam sẽ là country, là một đất nước, right? Và Việt Nam nó sẽ nằm ở Asia, right? And Việt Nam có thủ đô là Hà Nội. Một số cái thành phố lớn ở Việt Nam sẽ là Hà Nội, Đà Nẵng, Ho Chi Minh City, right? Và gọi là đặc sản hoặc là được những cái mà nổi bật ở Việt Nam mà được nhiều người biết đến đó chính là rice and pepper, là gạo và gì nè các em, và hồ tiêu, đã right? Okay, và cô sẽ có chúng ta 5 câu hỏi, đã right? Cô ví dụ nhé, which country do you like? Cô ví dụ, bạn thích thành phố nào? Cô muốn nói về thành phố Việt Nam thì cô sẽ trả lời là I like Vietnam. And number 2, which continent is it in? Okay, nó nằm ở châu lục nào? Thì cô sẽ trả lời là it's in Asia, alright. And number 3, what is its capital? Thủ đô của nó là gì? It's Hanoi. And number 4, what are its major cities? Okay, những cái thành phố lớn của nó là Dear Hanoi, Da Nang, and Ho Chi Minh City. Alright, and last one. What is it famous for? Nó nổi tiếng với những cái gì vậy? It's famous for rice and pepper. Và nhớ dùm cô, mình sẽ có cụm famous đi với giới từ for, alright. Khi cô muốn nói về Việt Nam, thì cô sẽ lấy những cái thông tin này để cô trả lời những câu hỏi này. Alright. Vậy thì khi cô muốn nói đến những thành phố khác thì cô có những thông tin nào? For example for you. Cô có một cái bảng cho các em nhé. Cô ví dụ, cô muốn nói về Sweden. Thì cô có thông tin Sweden là ở châu Âu. Những cái thành phố của nó là Stockholm, Gothenburg. Thủ đô của nó cũng chính là Stockholm. Những cái nổi tiếng ở nơi đây là beautiful place, là những cái hồ đẹp nè, mountains and valleys. Ở đây sẽ có những cái hồ đẹp nè, những cái ngọn núi đẹp nè, và có những cái thung lũng rất là đẹp, right? Thì cô sẽ lấy những thông tin này để trả lời câu hỏi tương ứng với những câu hỏi của Việt Nam lúc nãy nha các em, right? Hoặc là cô cũng có thể nói về Japan. Japan thì ở Asia, và thành phố của nó sẽ là Yokohama, Osaka and Nagoya. Alright. Thủ đô của Nhật Bản sẽ là Tokyo. Và những điều nổi tiếng ở nơi đây chính là cherry blossom is politeness and good manners. Alright. Nổi tiếng ở Nhật Bản sẽ là hoa anh đào. Cherry blossom là hoa anh đào nhé các em. Và những cái cử chỉ, những cái hành động mà gọi là sao nào? Đại phép hoặc là lịch sự của người dân nơi đây, right? Câu hỏi thì vẫn giữ nguyên như vậy đúng không nào? Tuy nhiên, câu trả lời thì các em sẽ thay thế. Ví dụ, chúng ta bắt đầu dùng viết gạch chân nhé các em. Chúng ta sẽ gạch chân với chữ Việt Nam, có nghĩa là chúng ta sẽ thay thế Việt Nam bằng những tên như là Sweden hoặc là Japan, right? Và cô sẽ gạch dưới cụm Asia. Lúc này cô sẽ thay thế bằng Europe hoặc là Asia,
tùy theo quốc gia mà chúng ta chọn nha các em. Alright. Và cô sẽ gạch dưới cụm nào nữa nè. Alright. Hà Nội là thủ đô. Cô sẽ thay thế bằng Stockholm hoặc là Tokyo. Alright. Number 4 thì những cái thành phố nổi tiếng của nó, những thành phố lớn thì mình biết không nào? Alright. Ở trong bảng này cô đã liệt kê cho chúng ta rồi. Vậy thì chúng ta sẽ gạch chân các chữ Hà Nội, Đà Nẵng and Ho Chi Minh City. Chúng ta sẽ thay thế bằng Stockholm hoặc là Rotterdam hoặc là Yokohama, Osaka and Nezor. Alright. Nhớ chúng ta sẽ lấy tên thành phố của quốc gia nào cho phù hợp. Alright. Chúng ta dựa vào bảng này nhé. And last one, nổi tiếng với những cái gì thì chúng ta sẽ gạch dưới rice and pepper. Chúng ta sẽ thay thế bằng cái cụm famous for trong bảng này nhé. Alright. Okay. Đối với bài tập này thì các em sẽ làm ở nhà và sẽ viết vào vở. Sau khi chúng ta quay lại trường thì cô sẽ sửa cùng với các em nhé. Okay, good job. Okay, now move to homework. Learn by heart on the new words. Practice reading the dialogue. Make informations about the country you like and practice speaking. Remember, prepare for unit 9 a lesson. Look to. Alright. Đối với phần bài tập về nhà thì các em sẽ học từ vựng hôm nay chúng ta đã học trên lớp nhé. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ tập đọc lại cái đoạn hội thoại giữa bạn Mai và bạn Tom. Alright. Và chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi về đất nước mà chúng ta yêu thích dựa vào cái phần bài tập mà cô đã hướng dẫn các em nhé. Và đừng quên là chuẩn bị bài mế cho cô. Bài số 9, phần A Lesson Look To. Alright. Okay, now goodbye and see you later.